Tổ tiên khẳng định, người không có phúc khí, trên thân thường lộ ra ba tật rất xấu. Ở trên đời có những người không ngừng tích phúc, nhưng ngược lại, có ba kiểu người dễ làm mất phúc của chính mình. Phúc khí là sự may mắn, biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Ở đời ai cũng mong muốn mình phúc dày, được thành công, trở thành người nổi bật. Ngồi không cũng có sung rơi trúng đầu. Nhưng phúc khí không phải tự nhiên mà có, không phải cứ cầu sẽ được. Người ta phải hiểu, phải tu, phải chắc chiêu rất lâu, phúc mới sâu dày. Tuy nhiên trên đời có ba kiểu người rất dễ làm mất phúc khí của mình. Loại người thứ nhất, người thích tỏ ra thông minh. Người thích khoe khoang sự thông minh chính là người thấp kém, hay dùng ngôn từ hoa mỹ nhưng lại là người kém phúc phận. Người hay khoe khoang mình thông minh thường so sánh bản thân với người khác để thể hiện mình tài trí hơn người, từ đó muốn người khác phải nghe theo. Chúng ta đều biết, đến yếu tố quyết định tài năng của một người, ngoài nỗ lực của bản thân còn phụ thuộc vào thiên phú. Chẳng hạn ông trời ban cho bạn tài năng văn chương là muốn bạn đem tài năng đó phục vụ công chúng, chứ không phải để bạn khoe khoang. Những tài năng mà bạn có được, hãy không ngừng tu dưỡng, nâng cao để phục vụ mọi người, biến mình thành người có tri thức, có tấm lòng thương yêu nhân loại. Có như thế tài năng của bạn mới được trọng dụng. Một người nói chuyện rất hay, tài văn chương cũng nổi bật, nhưng nếu không có hành động thực tế thì người này cũng chỉ là nói lý thuyết suông mà thôi. Loại thứ hai, người cay nghiệt. Người phúc mỏng thường nói những lời cay nghiệt. Họ đối xử với mọi người vô cùng vô tâm, nghiêm khắc quá mức, vì thế mà phúc khí ngày càng ít. Đối với người cay nghiệt, rất ít việc gì có thể khiến họ vừa lòng, cũng khó có ai khiến vừa lòng. Người cay nghiệt luôn cầu toàn, dùng tiêu chuẩn hoàn hảo để yêu cầu người khác. Một khi cảm thấy tiêu chuẩn của người khác cách biệt với mình, họ liền cảm thấy như cái gai ở trong mắt. Trên đời này không có ai là hoàn mỹ, mà nếu có người hoàn hảo thì cũng khó mà tồn tại lâu. Người cay nghiệt nói lời cũng rất chua ngoa, hay phê bình người khác, không dùng tình cảm để đối đãi, không cho người khác chút thể diện, thường khiến đối phương bị bẻ mặt. Ngoài ra người cay nghiệt còn luôn xem mình là trung tâm, không biết nghĩ cho người khác. Trên đời này nếu bạn không biết suy nghĩ cho người khác, không thể làm gì cho người khác, thì sao có thể đòi hỏi người khác nghĩ cho mình? Nếu vậy, người thân bạn bè bên cạnh mình rồi cũng sẽ bỏ đi hết, phúc khí cũng theo đó ra đi. Loại người thứ ba, người độc hưởng danh lợi. Đối với con người, ngoài trừ ải sinh tử thì khó vượt qua nhất chính là ải danh lợi. Khi danh lợi trước mắt, khó mà không khởi tâm tham lam. Nhưng một khi có ý nghĩ chiếm giữ danh lợi cho riêng mình thì phúc khí liền rời xa. Tục ngữ có câu: một hàng rào ba cái cọc, một hảo hán ba trợ thủ. Nếu không có người trợ giúp thì bản kế hoạch của bạn dù hoành tráng đến đâu cũng không thể hoàn hảo. Khát vọng của bạn có lớn đến mấy cũng khó thực hiện được. Chúng ta vừa lắng nghe bài viết Tổ tiên khẳng định người không có phúc khí trên thân thường lộ ra ba tật rất xấu. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.